Ok, xin chào các bạn, mình là Trắng và hiện tại mình đang làm media tại Tony Scooter. Thì hôm nay là ngày chủ nhật rất là bình thường, mình cảm thấy hơi chán nản mọi người. Nên mình sẽ đi kiếm người quậy, nhưng mà mục tiêu tiêu biểu nhất của mình là các bạn biết là ai đó. Đi ha. Anh à, hiện tại ngồi trên lầu buồn quá nên em đang đi kiếm cái gì để phá. Thì giờ hơi sẵn xuống đây tâm sự đi ha. Rồi, muốn tâm sự gì nè? Bữa giờ anh có đổi thêm chiếc xe nào nữa không? Thì làm xe khách mỗi ngày bình thường thôi. Thì giờ nói thẳng ra là giờ anh không có độ cái Vespa của anh nữa, đúng không? À. Anh lập tới lập lui cũng 2-3 version rồi. Thì giờ anh chuẩn bị làm thêm một cái version áp chót nữa, chắc là chót á. Nghe là anh sẽ không ngừng, không độ chiếc xe của anh nữa. Mà dòng này anh chuyển qua anh chơi thêm một số cái dòng xe khác. Thật ra là mình chơi thêm một số dòng xe khác không phải là để mình chuyển hướng kinh doanh hay là làm thêm dòng xe, mà thật sự ra là muốn chơi thêm dòng xe á, chủ yếu là để tìm kiếm những cái ý tưởng mới, đúng không? Những cái cách mà cái idea khác từ những cái loại xe khác qua để áp dụng lên được cái Vespa của mình, để giúp cho anh em khách hàng có thể có nhiều các phong cách nhiều khác hơn nữa, chứ không phải là chỉ vô chỉ có nhiêu đó gắn ở gắn tay lên bô rồi độ mâm là nhiêu đó không, đúng không? Thì tìm những cái kiểu hơi khác lạ hơn chút xíu nữa đó. Thì để coi, do là đây chơi thì như xe này á, thì anh có một cái dự án cũng gọi là big plan với nó, nhưng mà chắc là năm sau anh mới làm được. Thì đồ của nó là đa phần là anh mua gần như đầy đủ rồi. Thì động cơ nè, rồi một nhúng, rồi tất cả các thứ là anh mua gần như đủ rồi, nhưng mà anh chưa có thời gian để anh làm. Thì giờ đây, cái này là BX ha. Nó là zin, nó là BX 150 đời 1982. Thì xăng pha nhớt nhưng mà không có pha tự động như những cái đời cao hơn, mà nó là phải pha tự mình pha. Rồi thì anh bữa trước cũng mới bấm biển cho nó rồi. Đây, đặc biệt dữ vậy hả? Đây, để bấm cái biển số mới của nó ha. Đây, biển số mới tên anh luôn, để sau này mình độ xong thì nó vẫn đúng luật, mình vẫn có thể di chuyển lưu thông bình thường, là vẫn độ luôn đúng không? Chứ anh đâu, này chúng mình anh con này sẽ làm, đây là big plan trong năm sau. Khoảng thời gian này ngoại trừ công việc ra thì thỉnh thoảng cũng rảnh rỗi thì xin nông nổi một xíu, thì có chơi thêm mini bike. Ở đây là dòng Honda Z50 của Nhật Bản. Đây thì sơ thì chiếc này là đời 2016, thì nó là đời limited 2016. Nó còn limited hơn nữa là do tới 2017 thì nó quyết định là nó ngưng cái dòng sản phẩm này, mà nó chuyển qua dòng 125 mân khối, mà như anh em biết là Monkey 125 á. Thì cái dòng này là có thể nói là cái màu này là cái màu liên bản phiên bản đặc biệt cuối cùng của cái dòng đời sản phẩm này đó. Thì anh mua nguyên một chiếc như vậy về đó, mình coi cái màu nó đặc biệt lắm. Này được gọi là limited không anh? Limited dữ vậy hả? Cho anh coi cái yên ha. Một số anh em gọi cái dòng này là cái màu này là phiên bản này, phiên bản bộ đội à. Do là cái yên của nó có bằng cái dòng cái chấm cái dot camo này nè à. Không, mà anh thì anh gọi cái này là bản adventure, đúng cái cách gọi của bên Honda à. Nó thì cũng như những cái xe khác của Honda thôi, mà thấy nó nhỏ nhỏ gì chứ nó là phun xăng điện tử à. Rồi cái xe này khi mà vừa được cái người chủ trước ở bên Nhật á, người ta mua về á là người ta up lên từ 50cc up lên 88cc, gắn thêm bộ sưởi ấm tay lái bao tay nè. Này là chính hãng Honda luôn ha, cái bao tay nó có logo luôn à, Honda nè. Cái này nó muốn hoạt động thì có phải nổ máy lên à. Đó thì mình bấm ở các nấc có nóng nhất, trung bình với lại thấp, ấm ấm thôi.
Thì do Nhật là khí hậu người ta lạnh thì người ta thường hay độ này lắm. Thì cầm vô cho nó đỡ lạnh tay. Nhưng mà mình đi đây thì... Mình đi thì không cần, nhưng mà tại do chiếc xe nó có làm sao, anh mua làm sao thì anh để vậy thôi chứ anh không muốn tháo ra. Đó. Thì chiếc xe có cái đồng hồ. Đây, cũng là đồng hồ đồ chơi ha. Đồng hồ Takeawa. Đó. Ghê ghê ghê. Đó. Thì anh có cái đồng hồ zin của cái xe này luôn. Đồng hồ zin của nó đang là 0001. Còn cái đồng hồ Takeawa này thể hiện, để lên coi lại ngay nha. Nó là 895 km, nghĩa là chiếc xe này đã chạy được 895 km chứ khi anh mua được nó. Bây giờ đang có chạy thêm vài cây số nữa, chạy vòng vòng đi chơi, đi uống cà phê rồi này nọ. Thì có thể cung cấp cho em một số cái hình mà anh ngồi xe này nhìn nó cũng khá dị. Bạn bè anh hay nói là con kim công cử con khỉ con á. Thì lúc xe về thì anh có gắn thêm vài cái món lặt vặt anh mua, giống như là cái ba gai trước này nè. Cái này có thương hiệu Giraffe ha. Cái này cũng của Nhật, gia đình sản xuất tại Nhật luôn. Cái xe này được hoàn toàn lắp ráp tại Nhật nha. Sản xuất ở Nhật, mấy đường dây băng này ngoài. Ở đây nó có một cái trợ lực phục nữa. Phục trước. Thì cũng như nói thiệt là mình thì quá nặng so với chiếc xe này, thì hệ thống phục nó chịu không có nổi. Ok. Thì chủ xe trước đó, thì cái này cũng chủ xe trước người ta lắp luôn. Đó, cái này là của Takeawa luôn. Đó. À, bộ lồng 88cc này là cũng của Takeawa. Đó, có lên một cái bô e của Takeawa. Nói chung là full kit cái nồi của Takeawa luôn ha. À, đặc biệt của cái xe này á, cái là mình không hiểu người như người Nhật, người ta hơi gọi là người ta hơi cực đoan quá một chút xíu đúng không? Thì em thấy chiếc xe nhỏ xíu vậy thôi à, nhưng mà nó lại có chống trộm. Cái tiếng beep mà nãy em vừa nghe là nó đã bật hệ thống chống trộm của nó lên. Và bây giờ thật mà nói thì anh không biết là chống trộm để làm gì. Tại vì anh hoàn toàn ở bên chiếc xe này bỏ vô một chiếc xe tải nhỏ hay gì đó anh chở thì mất tiêu luôn. Nhưng mà họ làm cái chống trộm ra. Còn cái gì nữa không? Nói chung là anh thích cái phiên bản này nhất trong cả cái phiên bản của Monkey Z50. Cho là cái phối màu của nó có màu cam ở đây nè. Màu cam ở đầu bò, màu cam của cái cục nhúng ha. Đây anh cũng phải dùng một cái ben để anh nâng nó lên, nó cách cái mặt đất một chút. Chắc là anh sẽ dắt ra để khoe với em cho nó dễ. Rồi, để cho em coi cái toàn cảnh. Ờ, đó. Ok. Ok, thì để dắt ra thì mình lấy cái ben ra. Em phải cần trợ giúp lại tay anh đang đọc. Hello, cảnh đâu rồi? Cái hỗ trợ mình chung hả? Còn anh, với xe thôi. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là ồn ào. Đây. Mình ra ngoài đi ha. Ở đây luôn nghe luôn. Rồi em có thể quay một vòng xung quanh ha. Dạ. Yeah. Một biển số Nhật luôn nè. À, cái này anh gắn vô cho chơi thôi. Ngon anh đổi lại đúng không? Đúng rồi. Con ghé ra biển số Việt Nam. À, mình quay đây nè. Thấy có một cái tem. Cái này là cái đời của cái xe nè. 2027 ha. Dạ. Đó. Chữ Nhật luôn nè. Đúng rồi. Anh đứng kế bên chiếc xe em coi thử được. À được. Vâng, như các bạn đã thấy thì ổng quá bự so với chiếc xe. Chiếc xe thì hơi bé. Nhưng mà không sao, được. Không có gì. Chỉ cần mình thích là được thôi đúng không? Đây. Đây cho các bạn một cái nhìn toàn cảnh ha. Khi ngồi lên sẽ như thế nào. Chạy được không anh? Được em. Một vòng thôi nha. Ok, okay. Nó rất là êm ha. Tiếng máy nó vậy luôn hả ta? Đúng rồi. T
đi thôi. Ổng chạy đâu luôn à, tôi không hiểu luôn. Mặc dù tôi nói là chạy trong cái đường này thôi mà ổng chạy luôn ra ngoài rồi. Giờ không biết sao chờ ông về đó. 2000 years later. Đấy. 2 3. Đây 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 đây. Vâng. Chỉ nhờ là chạy một khúc nhỏ thôi mà đi một vòng xa quá luôn. Đã quá. Rồi khi nào anh tính cái này xong rồi để cho chạy luôn bình thường mà được. Thì anh đang cho làm giấy tờ, nào xong thì gắn bản số thôi. Nói chung là cũng để đi cà phê đồ dạo dạo vậy thôi chứ khi mà chạy hàng ngày chắc không nổi đâu. Anh hơi bị bư thôi với nó. Rồi. Ok. Vậy đây là một cuộc chơi mới hả ta? Hay là à đúng rồi, anh có kế hoạch là anh sẽ chơi cái con này khoảng thêm 4 con. Mấy? 4. Rồi giờ bao nhiêu con ở nhà rồi? Hai con đang ráp. Một con thì gần như đủ phụ tùng để ráp. Dạ. Và một chiếc nữa thì cũng đang trên đường về Việt Nam. À, ủa con đó là anh mua Nhật luôn? Đúng rồi. Trời ơi. Chuyện nào về đi rồi anh cho em coi tiếp. Ok. Thì em bữa anh về anh có gắn thêm vài món. Mấy cái điểm nhấn vàng vàng này là anh gắn thêm. Đây. Đây. Đó. À. Đó, nó mới là nó bắt đầu nó vô chế độ chống trộm rồi đó, mình đụng như nó là nó hú. Mà chưa quá bao nhiêu giây hết là đã hú rồi. Nhưng mà nó hơi kỹ xíu ha. À. Ok em đã hiểu. Rồi bữa nay nhiêu đây thôi nha. Ok anh. Mai kiếm chuyện phá tiếp nha. Ok. Rồi xong rồi đó các bạn, anh tôi đã spare xong chiếc xe, đó nó lại hú nữa nè. Thôi bye bye. Hôm sau gặp tiếp, bye bye các bạn.